bác sĩ thì chỉ định mổ, bác sĩ chỉ định mổ. Đấy thì chị đấy cũng suy nghĩ xem là liệu là dùng tảo thì có cải thiện không. Em rất muốn nhờ chị Đoan có thể chia sẻ nếu các có những chị nào ở đây cũng có những cái vấn đề tương tự có thể tự tin hơn ạ. Em mời chị Đoan chia sẻ chị nhé. Xin chào cả nhà. Trước đây ấy, là không những là mình bị u nang vú mà còn dạ dày thường viêm nhiễm viêm họng cũng có một có vấn đề về tuyến giáp. Bắt đầu là lúc đó là mình uống mổ. Sau này khi mà được chia sẻ về tảo, thêm về tảo, biết về tảo nữa là một ngày ngậm từ 4 tới 6 viên nữa, thì cái u nang ở trong ngực nó teo lại. Lúc đầu là nó còn chảy nước vàng ở hai bên đầu ngực mình đó. Sau này là tăng tảo lên thì mình thấy nó không còn đau nhức nữa, sau một thời gian thì nó không còn còn chảy nước vàng ra, là bây giờ thì nó ổn rồi, dạ dày cũng hết, viêm họng cũng hết. Hồi lúc đó là cũng sớm tiền đình đó, nói chung là rất là yêu cái tảo, với lại cái message của mình đó là lúc nào cũng phải đem theo cho người. Hay quá. Đi bất cứ nơi đâu lúc nào cũng có một lọ tảo. Hay quá. Tức là nó dùng được trong nhiều, nhất là nhiều công dụng luôn. Mình nói giống như là cái này là không thể tách rời với lại cái cuộc đời của mình. Và chơi em muốn hỏi thêm một tí nữa là cái u nang của chị ấy, thì là chị có kiểm tra về kích thước xem là nãy thì được nghe chị trẻ là một là nó không, hôm nay trời im quá không có gió luôn à. Nếu mà nước thì chắc là nó cũng nặng rồi đúng không, là nặng rồi, nhưng mà đấy thì chị đã cải thiện gần không có chảy nước rồi và nó cũng giảm cái phần đau đi đúng không ạ. Đấy, và còn về kích thước thì chị có để ý thì có kiểm tra không? Nó không phải là một cái à, mà nó có phải còn nếu mà hai bên là nó phải hơn một chục cái cơ. À, gọi là chùm như vậy. Có cái to cái nhỏ mà bác sĩ cũng không nhớ kích thước được nữa tại vì nó rất là nhiều. Vâng. Đấy. Từ dạo giờ chị có kiểm tra lại nữa không? Hôm bữa chị có đi thì bác sĩ nói là cái này bây giờ là nó là cái nang bình thường rồi, trở lại bình thường. À, thì tức là nó hại cơ thể đúng không? Thì có thể là nó sẽ có. Còn đấy, hoặc nếu có đủ thời gian dài thì có thể nó sẽ tiêu nhỏ đi đúng không? Đó. Cảm ơn. Chị sẽ uống tiếp để coi là nó sẽ tiêu luôn trong vòng. Vâng, ok, cảm ơn.